Quý vị, trong chương trình xoáy tin ngày hôm nay, chủ đề chúng tôi muốn nhắc đến đó là Trung Quốc với sức mạnh quân sự đang lên liên quan đến những vấn đề khu vực Biển Đông. Thưa quý vị, chúng ta biết kể từ năm 1974, sau khi Trung Quốc được Hoa Kỳ gọi là cởi trói cho vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 71, và năm 1974 thì Trung Quốc đã cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Và đó có thể nói là một cái dấu hiệu đầu tiên trong cái sự tranh chấp khu vực Biển Đông, và ngay lúc ngày càng rõ nét ở tại trên thế giới hiện nay. Thưa quý vị, bây giờ Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ và đe dọa xoán ngôi Hoa Kỳ trong vòng một thập niên tới, thì chắc chắn khu vực Biển Đông sẽ là điểm nóng ở trên thế giới. Điểm nóng này theo nhiều nghĩa, kể cả luôn có thể có cả tiếng súng, và điều đó nó thể hiện quả sức mạnh quân sự của Trung Quốc gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Và sáng nay có một sự kiện làm chúng ta phải nhắc nhở đến Biển Đông một lần nữa. Thưa anh Đỗ Dũng, đó là sự kiện gì? Vâng, xin chào anh Mai Phi Long, chào khán giả SPTN. Thưa quý vị, sáng nay có thể nói là có một sự kiện lịch sử đối với Trung Quốc, đó là họ đã hạ thủy hàng không mẫu hạm thứ nhì, tên là hàng không mẫu hạm Sơn Đông tại tỉnh Hải Nam dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tin cho biết là ông Tập Cận Bình đã duyệt hàm quân danh dự và đã có các giới chức cao cấp của quân đội cũng như là Trung ương Đảng của Trung Quốc tham dự. Và cái buổi lễ này được tổ chức tại hải cảng Senia ở tỉnh đảo Hải Nam. Sự kiện này xảy ra trong lúc đang có căng thẳng trong cái eo biển Đài Loan cũng như ở tại Biển Đông, đặc biệt là tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thưa quý vị, thành phố Sanya cũng là cái nơi mà có đặt tổng hành dinh của gọi là bộ chỉ huy ở Biển Đông phía Nam của Trung Quốc. Sáng nay thì khai trương coi như là hạ thủy cái hàng không mẫu hạm này thì có cả hạm trưởng của cái chiến hạm này tham dự, nhưng mà đặc biệt trong đó có cả cái ông gọi là Lý Tắc Thành. Ông này bây giờ đang là tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, và ông này là người đã từng tham chiến trong cuộc chiến tranh biên giới 1979 giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cái này làm chúng ta nhắc nhở lại chúng ta cái chuyện mà cái tranh chấp giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ngoài ra thì cái buổi hạ thủy này cũng có mặt luôn cả ông Phó Thủ tướng Lưu Hạc. Ông này là cái người mà là thương thuyết gia chính của Trung Quốc trong một cuộc thương chiến với Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Người ta thắc mắc tại sao có Lưu Hạc ở đây, không biết là gửi cái thông điệp gì, bởi này hoàn toàn quân sự, không mang tính gọi là cái gì thương mại trong đây. Nhưng mà có lẽ Bắc Kinh muốn gửi thông điệp gì với Washington chắc chúng ta chưa biết. Thì cái tàu này, cái hàng không hạm này trước đây được gọi là Type 001A, trước khi đi đến cái hải cảng Sanya thì nó đi qua eo biển Đài Loan để mà theo Trung Quốc gọi là thực hiện những cái huấn luyện mang tính khoa học và thương kỳ đó, để mà đi thẳng về Biển Đông đó, đi từ ở trên phía đông bắc Trung Quốc qua eo biển Đài Loan để xuống Biển Đông đó. Thì đáng lý cái tàu này được hạ thủy hồi tháng 4, nhưng mà vì một cái gì đó, lý do gì đó mà nó là mãi tới bây giờ mới hạ thủy. Và lần đầu tiên nó được coi như là đi thử trên biển đó là vào tháng 5 2018 đấy. Như vậy so ra với cái tàu Liêu Ninh trước đây thì như vậy là cái hàng không mẫu hạm này mất tới 13 tháng để mà thử. Thì cái hàng không mẫu hạm này thì cũng là cái loại từ cái loại gọi là của Ukraine trước đây gọi là Kuznetsov, nó được cái là coi như là làm lại. Nhưng mà cái Liêu Ninh thì của Ukraine, nhưng mà còn cái canh Sơn Đông này là do chính Trung Quốc làm.